việc học là nốt chẳng để ngày mai, ước mơ sau này giáo viên miền núi. Em là Phụ Yến, lớp học 4A, sở thích đam mê là môn tiếng Việt, năng khiếu đặc biệt âm nhạc và thơ. Cha mẹ bất ngờ vì em học giỏi, tới đây học hỏi ý đẹp đời hay, ước mơ sau này là nhà khoa học. Tự nhiên là em học lớp 4A, thành tích khỏi chê các năm đều giỏi, tham thích học hỏi bạn bè thầy cô, cha mẹ tung hô vì em học tốt. Em xin kể nốt về một ước mơ, trở thành nhà thơ và đi du lịch. Thằng em cố học công việc học hành, luôn luôn chăm chỉ nghỉ trước làm sau, học bài thuộc mau là môn tiếng Việt, sở thích đặc biệt là hát rất hay, ước mơ sau là cô ca sĩ. Người đen may mắn thì với mọi người, người nói rất tươi, giáo viên xinh xắn, bầu cử may mắn, văn nghệ trưởng ban, bài hát sẵn sàng, từ giờ lên lớp. Nhìn đây nhìn này, người nhi xinh xinh, vốn dĩ thông minh, ước muốn của mình nên tin điện án. Học lớp 5A tên em nhất Huy, học tốt mỗi ngày là môn tiếng Việt, có điều đặc biệt là cười rất tươi. Chúc câu là cuộc mọi lúc mọi nơi sinh hoạt học nhiều, thêm nhiều kinh nghiệm, cố gắng thể hiện là học trò ngoan, sống học đàng hoàng, người con hiếu thảo là người con hiếu thảo à. Sau đây câu lạc bộ chúng em xin ra mắt tiểu phẩm đầu tay mang tên Giáo dục trong trường học ngày nay. Em Quốc Hưng trong vai Ngọc Hoàng, bạn Thủy Tiên trong vai Tàu, bạn Ngọc trong vai Bắc Đậu, bạn Ngọc Anh trong vai Táo Học Tập, Kiani trong vai Táo Vệ Sinh, Anh Nhất Huy trong vai Táo Văn Thể Mỹ và một số nhân vật khác. Sau đây tiểu phẩm của chúng em xin được phép bắt đầu. Và bẩm Ngọc Hoàng, các cháu đã có mặt đông đủ từ sáng sớm rồi ạ. Đang chờ cổng thiên đình để đưa ngài vào chờ đấy ạ. Vậy hãy cho mời các cháu vào. Mời cháu học tập vào châu. Kia theo tay nhịp nhàng, nhớ ơi ấy chúc em được biết cái cô này em thế. Học phép tinh biết cách nhân chia, chẳng đánh mất như ba em tâm. Nhớ ơi ấy chính cô dạy em ở mãi trường mê điểm. Mày, cháu học tập, nhà ngươi lên đây có gì vui mà nhảy múa kinh thế? Học Hoàng biết không, thời gian vừa qua, cháu học tập đã có một giai đoạn thay đổi chóng mặt, đã là một ngàn cân não với phụ huynh và học sinh. Bất công quá, tàn nhẫn quá, Ngọc Hoàng ơi! Nhà ngươi là ai mà la lời học tập thế? Dạ bẩm, tôi có việc quan trọng muốn tâm với Ngọc Hoàng, xin ngài cho tôi và dự kiến. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chẳng là thế này, giáo dục ngày nay loạn hết cả rồi. Ngọc Hoàng ơi, thầy cô giáo cho mình cái quyền tự chủ, rồi thì thích đánh ai thì đánh, rồi thì thích làm gì thì làm, không ai quản được. Mong Ngọc Hoàng soi xét, lấy lại công bằng và đạo lý cho con. Nhà ngươi nói chậm thôi, ta không hiểu gì hết, kể lại từ từ ta nghe xem. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, con thờ chị mỗi tội, vô tình nói tục mà đã hành hạ tâm thần, không cầm mặt mày và phải nhập viện đây ạ. Đâu, lại đây ta xem nào, Nam Tàu, Bắc Đậu, hay thăm xem sao. Này, cháu bé, có đúng như mẹ cháu nói không?
bằng cho con. Nam bảo, bác đổ, chuyện này có không? Sao không nghe táo học tập báo lên việc này? Chuyện là thế này ạ. Nhà ngươi đã có biện pháp nào để ngăn chặn sự việc này chưa? Dạ, bẩm Ngọc Hòa, táo học tập em luôn luôn đổi mới ạ. Sự việc diễn ra quả là đáng tiếc. Bây giờ đình chỉ giáo viên nghỉ thôi. Biện pháp đưa ra ở các lớp học, học thư góp ý ở đây. Thầy nào hay mắng, cô nào hay la, học sinh đều đi rồi cho vào đấy. Hàng tuần báo cáo, cứ thế phát huy, hiệu quả tuyệt vời. Thầy cô mẫu mực, học trò chăm ngoan, trường lớp xa xa, an toàn hết ý ạ. Báo học tập, nhà ngươi nói là phải làm được đấy. Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và vẻ tôn nghiêm của nghề nhà giáo. Ngươi hiểu chưa? Thôi, ta cho ngươi lui. Tội ơn Ngọc Hòa, cho táo tiếp theo vào trầu. Mời táo vệ sinh và báo cáo. Bẩm Ngọc Hoàng, năm nay thần đã phát động phong trào nhà vệ sinh thân thiện từ thầy cô giáo đến các em học sinh trên toàn nước.